Xe này chở được là 224 lồng, xe chở gà, chở gia cầm đâu quý khách hàng. Đóng inox rất là chắc chắn, rất đẹp luôn. Về tới Phú Cường Auto, hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em về chiếc xe tải ZN500, có tải trọng là 3 tấn 495, và phiên bản thùng rất đặc biệt luôn. Xe chở gia cầm rất là cao hơn quý khách hàng, cực kỳ cao luôn, cao 2,5 m từ sàn lên, đóng bằng inox. Trương Lĩnh xin kính chào toàn bộ quý khách hàng thân thương. Và hôm nay đã xe tải ZN500 nhưng có tải trọng là 3 tấn 495 thôi, tại vì xe chúng ta phiên bản chở gia cầm đã về đến Phú Cường rồi. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu cho quý khách hàng thêm một lựa chọn mới để chúng ta phục vụ cái lĩnh vực mà chuyên chở gia cầm như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là con xe tải mà mang trên mình, xe tải ZAC cabin vuông, máy khỏe, máy lớn nữa. Và thì dòng xe này đã rất quen thuộc với quý khách hàng rồi. Xe tải ZAC N500. Đấy, N500 trang bị động cơ đúc nè. Đấy, cabin vuông rất đẹp. Và cái thùng hàng là cái mà rất nổi bật, nên là Lĩnh sẽ giới thiệu luôn về cái thùng hàng của con xe này. Thùng hàng rất là chắc chắn nè. Với chiếc xe này thì có sức tải là 3 tấn 495, thì có nghĩa là chúng ta chỉ có bằng B2 là chúng ta đã sử dụng được chiếc xe này rồi. Tài xế anh em tài xế chúng ta bằng B2 thôi. Thì xe chở gà chúng ta có cái thùng hàng dài lên đến là 5m23, dài lọt lọt, và điều đặc biệt nó rất là cao. Thì xe chở gia cầm nên là cao được 2m52, từ sàn lên 2m52, chiều ngang được là 2m16. Xe này nó nằm trên nền xe N500, ZAC N500. Đặc biệt là xe bên công ty ô tô Phú Cường đã ra phiếu, bên công ty mình đã ra phiếu chuyên chở gia cầm phục vụ cho anh em. Một chiếc xe tải chất lượng, cực kỳ chất lượng. Đây là phía sau thùng hàng, chiều ngang là 2m26, rất là cao, đóng bằng inox rất là chắc chắn luôn. Xe vừa về tới công ty, đáp ứng nhu cầu cho chúng ta chở gia cầm, đặc biệt là có cái lồng, sẵn cái lồng gà. Đây, tổng cộng là 224 lồng quý khách hàng. Về kích thước một cái lồng này á, thì là có chiều dài là 74 cm, chiều ngang là 54 cm, và chiều cao là 31 cm. Dưới này là được làm bằng inox. Đấy, cản hông cũng inox, và chúng ta khoan 4 cái lỗ để thoát nước này. Đó, quý khách hàng. Đây là vách trước, mặt trước rồi. Ta đóng khung xương của bằng inox và vách trước bằng inox luôn. Bên hông chúng khoan những cái phi inox rất là kiên cố, chắc chắn. Đây, Phú Cường, ZAC Phú Cường, đại lý 3X của xe tải ZAC nè, nên là an tâm về chế độ bảo hành bảo dưỡng tại Phú Cường Auto. Còn về xe thì thiết kế ngoại thất vô cùng đẹp mắt, cặp gương hộp rất là thẩm mỹ, và điều đặc biệt là chúng ta quan sát trên cabin xe rất là dễ dàng ha. Nó nằm trên nền xe ZAC N500. Lốp xe mình là lốp lớn nha, lốp mềm cao su Mina và lốp có ruột này, tóc tai, và cả lốp là đến 7.5 R16 quý khách hàng. Đấy, thiết kế lốp trước này, lốp sau cũng vậy. Lốp sau chúng ta bánh đôi cùng cỡ lốp với lốp trước nè. Chassis xe được chập nguội 6.000 tấn và chassis tổ ong này, rất nhiều tổ ong, rất là chịu tải, vô cùng tốt. Hai bình ắc quy đầy đủ cho chúng ta. Thất xe thì 3 chỗ ngồi quý khách hàng, mà chiếc xe này thì cái phần nội thất rất là rộng rãi luôn, cực kỳ rộng. ZAC N500 mà. Vô lăng 4 chấu. Đấy, có nút điều chỉnh âm lượng này. Đồng hồ, 5 cái đồng hồ. Khá quen thuộc rồi. Nội thất thì chỉ có máy lạnh, mồi lửa, nghe FM radio ha quý khách hàng. Xe chúng ta đi là 6 số tiến 1 số lùi. Cần số 6 số tiến 1 số lùi. Hai ghế phụ. Về phần động cơ thì xe tải ZAC N500 này chúng ta là trang bị động cơ đức không quý khách hàng. Rất khỏe luôn. Dung tích là đến là 2.97 gần 3 chấm luôn.
Máy này máy Đức thì bảo hành 5 năm, khoảng 150.000 km. Điều kiện nào đến trước ha? Chất lượng. À, xe này thì động cơ này thì nó lên làm cho tải 3 tấn 49 này, 4 tấn 99 và 6 tấn rưỡi luôn. Nên là mà xe chúng ta đi đăng ký tải có 3 tấn 49 thôi, tải thấp nhất. Thì tất nhiên là xe máy rất là khỏe luôn. Lốp thì lốp tới 7.5, lốp lớn. So với các dòng là lốp 7, xe này là lốp 7.5 luôn. Đấy, đặc biệt là quan trọng nhất là trên này cái thùng mà chở gia cầm nhưng mà chuyên dùng, thùng đặc biệt inox đóng chắc chắn. Nằm trên con xe này nữa thì đảm bảo về chất lượng tuyệt hảo luôn. Xe dắt thì anh em đến với Phú Cường là an tâm về dịch vụ sau bán hàng, phụ tùng thay thế sửa chữa đầy đủ luôn cho chúng ta. Về chiếc xe dắt N500 thì có giá đang là 550 triệu. Còn thiết kế về chở ga tùy theo nhu cầu của quý khách hàng đóng về chất lượng như thế nào, mình sẽ báo giá trực tiếp cho quý khách hàng. Về cái thùng này bên mình đã ra phiếu đầy đủ rồi. Xe tải này thì ngân hàng hỗ trợ 80% luôn quý khách hàng, chúng ta chỉ trả trước 20% thôi. Cung cấp cho lĩnh là căn cước công dân, là lĩnh sẽ liên cho ngân hàng liên hệ và tư vấn làm thủ tục tận nơi cho quý khách hàng sở hữu một chiếc xe rất dễ dàng. Đấy, bên lĩnh đa dạng dòng xe luôn, đặc biệt xe tải jack đầy luôn quý khách hàng, đại lý 3X của jack mà. Đấy, ngoài ra có các dòng xe khác cho chúng ta đầy đủ luôn quý khách hàng. Hãy liên hệ cho lĩnh qua số điện thoại trên màn hình. Trần Lĩnh 0901 494 222. Xin chân thành cảm ơn.